Cảnh sát Indonesia cho biết họ đã phát hiện và bắt giữ ít nhất 15 nghi can có liên quan tới hoạt động sản xuất và phân phối các loại vaccine giả. Theo điều tra của cảnh sát, thì các loại vaccine giả này đã trôi nổi và lưu thông trên thị trường trong hơn 13 năm qua, và điều này làm gia tăng mối lo ngại về sức khỏe của nhiều trẻ em và trẻ sơ sinh ở Indonesia, do các em rất có thể đã tiếp xúc trực tiếp với các loại vaccine giả này. Cụ thể, trong chiến dịch truy quét được tiến hành tại thủ đô Jakarta, tỉnh Banten và Tây Java, cảnh sát đã phát hiện nhiều loại vaccine giả, trong đó có các vaccine phòng sởi, bại liệt, uốn ván, viêm gan B và điều trị rắn độc cắn. Hiện giới chức nước này đã cho dừng hoạt động một số cơ sở y tế tư nhân và các nhà thuốc nhỏ lẻ tại những khu vực nói trên. Cảnh sát cho biết những nghi can trên đã thu lượm các chai rỗng từ 3 bệnh viện, sau đó nhuộm nhãn mác và dán chúng vào các chai vaccine giả rồi đem bán cho các cửa hàng thuốc. Giới chức Indonesia đã kêu gọi các bậc phụ huynh nghi ngờ con cái của mình có thể bị tiêm vaccine giả cần đến kiểm tra cũng như tiêm phòng lại tại các bệnh viện của nhà nước. Cảnh sát cho biết hiện giới chức nước này cũng đang chờ đợi kết quả xét nghiệm các loại vaccine giả để có thể xác định những tác dụng phụ mà chúng có thể gây ra. Para tersangka ditahan vaksin palsu.